Kính mời quý vị và các bạn cùng nghe bài Mực khu cây gáo và trận tao ngộ chiến đầu xuân của tác giả Trần Văn Trung, Bắc Phong Sài Gòn. Chuẩn quý trung đội trưởng Trần Văn Trung, thuộc lò thủ đức khóa 6 năm 1968, vừa ra trường được chuyển về sư đoàn 18 bộ binh. Trung nắm trung đội, đơn vị nhỏ xíu thuộc loại thẩm quyền. Cha mẹ đặt đâu thì ngồi đó nhận lệnh là thi hành. Mùa xuân năm 1970, đại đội của Trung đóng quân chờ ăn Tết ở Kiệm Tân, Dốc Mơ, Gia Kiệm. Trước Tết, cái lon chuẩn quý trên vai Trung bỗng nặng thêm vì cơn bệnh của đại đội trưởng Ngô Giang Tân. Đang háo hức chuẩn bị các ngày vui với anh em trong trung đội. Thầy trò đa số còn trẻ măng. Trung nhận lệnh trình diện tiểu đoàn trưởng. Vừa đi, Trung vừa lầm bầm sắp tết chưa chi đã trình diện ông hát thần chả biết có chuyện gì đây tiểu đoàn trưởng đỗ giang tân như một pho tượng đồng đen đón trung ở cửa gian phòng tiểu đoàn trung vừa bỏ tay chào xuống là ông tiểu đoàn trưởng vô đề ngay đại đội trưởng ngô giang tân của cậu bệnh lên bệnh xuống hoài vừa đi trạm xá rồi chuyển đi tổng y diện cộng hòa rồi đại đội phó nghỉ phép dài hạn trong các trung đội trưởng cậu là người lì đòn và chịu chơi nhất lại có võ nghệ cao cường trong thời gian anh ngô văn tân vắng mặt cậu trung đội trưởng trung đội 1 được tiểu đoàn giao thêm trách nhiệm đại đội phó đại đội 3 kể từ hôm nay cậu coi luôn đại đội 3 trung nhận lệnh trong tư thế nghiêm hai vai bỗng thấy nặng nặng thấy trung làm thinh mặt có vẻ hơi căng tiểu đoàn trưởng nhắc lại lệnh chuẩn quý trần văn trung trung đội trưởng trung đội 1 kim đại đội phó đại đội 3 xử lý thường vụ quyền đại đội trưởng đại đội 3. Nghe rõ. Rõ, thẩm quyền. Xong, anh về. Chúc Trung và anh em đại đội 3 một cái Tết vui vẻ. Nhớ, chúng ta còn trong tình trạng chiến tranh. Vui xuân nhưng cẩn thận. Trung giơ tay, chào dị tiểu đoàn trưởng của mình và quay lưng ra về. Nhảy lên nắm đại đội trước Tết là một gánh nặng bất đắc dĩ. Coi mấy chục thằng thì còn nhậu lai rai được coi cả đại đội trăm thằng là mệt ngất ngư. Thằng nào cũng đòi về thăm nhà, chuẩn quý chịu chơi trong trung đội thì được, chịu chơi cả đại đội thì đi tù. Trung nghĩ thầm trong bụng. Một vài tiếng pháo trẻ con chơi đi đẹp nổ sớm. Trung nghĩ đến những ngày vui, nghĩ đến trách nhiệm mới, thử thách mới. Một chút tự hào trong lòng Trung bỗng dút lên cao cùng bước chân đi. Ừ thì nắm luôn đại đội cũng ngon chứ sao? Nhất xanh cỏ, nhì đỏ ngực nhưng trời thương thì sợ gì lính đại đội ba đa số là dân dốc mơ gia kiệm cả đại đội được lệnh đóng quân ở vùng này từ hai mươi ba tết để trấn giữ an ninh cho dân ăn tết thế nên đại đội ba được coi như ăn tết tại nhà lính ăn tết tại địa phương mình coi như trúng số trong cái nhộn nhịp háo hức của không khí tết trung thấy những nét vui trên mặt mỗi người lính của đơn vị mình là một chuẩn quý trẻ ra trường chưa bao lâu nhưng lì đòn chịu chơi và năng động nên hắc long mới chiếu tướng lôi lên làm đại đội phó xử lý quyền đại đội trưởng buổi sáng nắng xuân phơi phới trên đường trung mặc quân phục chỉnh tề đi thăm các trung đội hơi hám mùa xuân làm cho người ta dễ tánh và dễ chịu khi trung ghé trở lại quán cà phê lính đại đội ba đã có mặt dây ông quyền đại đội trưởng vào giữa. Chuẩn quý chưa lên lon mà lên chức ngon lành. Bộ tụi mày tưởng lên chức là sướng hả? Tao giao cái đại đội này cho mày. Mày dám nhận không? Đứa nào ngon dám nhận, đứng dậy, giơ tay lên tao coi. Làm trung đội trưởng, tao còn lai ra với tụi mày. Ôm cái gánh đại đội trưởng của ông Tân để lại. Tao đâu có xả láng ba chai. Càng cao danh vọng thì càng nhiều gian nan đó em ơi thôi bây giờ lên chức chuẩn quý khỏi cần đãi tụi tôi tụi tôi biết chuẩn quý chịu chơi sáng mai ba mươi tết cuối năm cho tụi tôi về nhà với gia đình một bữa không có gì đâu rồi chỉ một mình tao ở lại ôm súng chạy gác ban đêm thai tụi mày nói thì nói trung thương lính nên mềm lòng liền du di cho anh em dù khỏi đơn vị về nhà vui xuân một ngày và dặn phải trở lại đơn vị vào trưa mùng một tết tụi mày mà không về đúng hẹn trưa mùng một tết mặt trời thăm đơn vị là bỏ mẹ cả lũ sáng ba mươi tết xuôi tận mạng trung giật bắn người khi hay tin mặt trời mười tám tư lệnh sư đoàn chuẩn tướng lâm quang thơ đến thăm và kiểm soát quân số các đơn vị trung kêu khổ tụi mày giết tao rồi tao mới nắm quyền đại đội ba mà đại đội vắng mặt hơn nữa chắc tao độn thổ trước mặt ông tướng tư lệnh tướng thơ đứng trước hàng quân Cả đại đội dõn dẹn chỉ còn 40 mạng Trung chào vì tư lệnh Và sẵn sàng nhận bất cứ hậu quả nào giáng xuống Tướng thơ nhìn khắp hàng quân Lạnh lùng Cả đại đội ba Chỉ còn lại hơn một trung đội Chuẩn quý cho anh em đi đâu Thưa chuẩn tướng Tôi mạng phép cho anh em nhà gần về thăm nhà Và mai mùng một Tết trở lại đơn vị Thế đêm nay vì cộng tấn công kiệm tân lính đầu để anh điều quân trong dụng trách nhiệm thưa chuẩn tướng tư lệnh tôi nhận lỗi các sĩ quan tháp tùng các đại đội trưởng tiểu đoàn trưởng lo lắng cho trung đăm đăm nhìn vào người chuẩn quý trẻ bị mặt trời chiếu tướng trung đứng trong thế nghiêm chờ đợi mặt lạnh như đồng chấp nhận hậu quả cả quân số đại đội ba còn lại cũng đứng như trời trồng liếc nhìn người sĩ quan trẻ chịu chơi và lì đòn của mình. Họ bỗng thương Trung và một sợi dây vô hình đã gắn bó thầy trò Trung thành một khối. Tướng tư lệnh nghiêm mặt, quay qua người sĩ quan Tùy Duyên và tiểu đoàn trưởng Đỗ Giang Tân. Phạt 15 ngày trọng cấm chuẩn quý Trần văn Trung. Quân số đại đội 3 còn lại cấm quân. Ngay chiều hôm nay, 30 Tết, lệnh chuẩn quý Trung đưa đại đội mở cuộc hành quân độc lập vào mật khu cây gáo phạt 15 cũ thì cũng phải thôi. Nhưng chơi cái trò bắt đi hành quân đêm 30 Tết, trong lúc cả tiểu đoàn còn lại đón giao thừa thì hơi ác. Trung nghĩ trong bụng. Sau khi phái đoàn mặt trời lớn nhỏ ra về, Trung đứng trước hàng quân. Anh em nhận rõ tình huống của đại đội chưa? Nghe rõ lệnh của mặt trời chưa? Rõ, chấp nhận chuẩn quý. Hành quân thì hành quân chứ sợ gì? Nhầm nhò gì ba cái tết lẻ tẻ tất cả anh em chuẩn bị. Thường vụ đại đội lên tiểu đoàn nhận tối đa lựu đạn mini và đạn M16. Tối nay tụi mình xong đất mực khu cây gáo thăm Việt Cộng. Đêm 30 Tết, trung dắt một toán quân dọn dẹn 40 người. Chỉ khoảng một trung đội, âm thầm di quân trong màn đêm đen kịch. Sau khi họp các sĩ quan trung đội và các tiểu đội trưởng để cùng nghiên cứu cấp tốc bản đồ hành quân không một tin tức tình báo nào được cung cấp. Lệnh phạt 15 cũ, lệnh phạt hành quân đổ trên đầu Trung và đại đội là hậu quả của cái chịu chơi. Trung không ân hận, cả đại đội không ai tiếc núi, ánh đèn sau lưng khi quay lại. Tiếng pháo giao thừa gian gian giữa đêm và xa dần trong rừng thẳm. Tất cả đều im lặng như ngậm tâm. Tất cả đều im lặng vô tuyến. Ba giờ sáng mùng một Tết. Trung cho anh em ngủ đêm trong rừng, chờ trời sáng. Buổi sáng, mặt trời lẫn dẫn trên các tàn cây, sương động thành giọt trên cỏ non, trên cành lá, trên đón sắt, trên đầu súng. Tiếng chim hót, mùi ẩm của rừng, cả đại đội chuẩn bị di quân tiếp. Sáng nay là sáng mùng một Tết, mà rừng cây lại rất vô tình. Một ngày cũng như mọi ngày, nghìn năm muôn thuở rừng xanh không ăn tết tết không có dưới đôi giày xô trong ba lô trên vai áo trận tất cả đăm đăm nhìn về phía trước đạn lên nòng chờ khai quả bất cứ lúc nào lại hết một ngày dò dẫm trong rừng không đụng địch trưa mùng hai tết trung cho anh em dường quân ăn tết với gạo sấy trung trải tấm bản đồ trước mặt các trung đội trưởng Diệt cộng chắc cũng bỏ rừng về thành ăn tết nên mình chưa gặp thằng nào nhưng bây giờ là tụi mình đang lọt giữa mật khu cây gáo phải vô cùng thận trọng một sĩ quan trung đội trưởng nhìn chăm chăm vào khoảng láng phía trước và nói như góp ý chúng ta sẽ tránh láng trống đi bọc sâu trong rừng để tránh bị lộ chỉ có mấy chục tay súng mà đụng tụi nó cấp tiểu đoàn là bỏ xác trong mật khu lời nói phát ra như một sự cảnh báo nghiêm trọng chợt không khí như căng thẳng cả đại đội. Trung thấy trách nhiệm của mình đối với anh em giữa khu rừng này nặng hơn lúc đứng trước hàng quân ở Kiệm Tân với lệnh phạt 15 củ của tướng Lâm Quang Thơ. 15 củ là con số không to tướng đối với Trung lúc này. Chạm địch giữa rừng ngày mùng 2 Tết mới là quan nghiệt. Anh em khỏi lo, số tôi cầm quân mát tay, quần hết mật khu cây gáo rồi về ăn Tết muộn. Tôi hứa Bảo Nguyên Tháng Lương say xả láng với cả đại đội. Ê, không có vỗ tay, bọn muốn chết hả? Trung giơ tay chận mấy người lính và ra lệnh. Mình đi tiếp, đi bọc vô rừng. Mặt trời hơi chênh chết về phía Tây. Trung vừa nghiêng người lách qua mấy hàng dây leo. Bỗng nhiên anh dừng lại. Thủ hiệu báo động được truyền đi toàn đơn vị. Tất cả trong tình trạng tác chiến khẩn cấp quay sang người hạ sĩ quan truyền tin đại đội đi cạnh trung hỏi nhỏ cậu có ngửi thấy gì không người hạ sĩ quan thuốc lào mặt nghiêm trọng thấy rõ anh thì thào địt mẹ đúng rồi ông thầy ơi mùi thuốc cẩm lệ lỗ mũi mày ngửi đúng năm vậy là tụi nó sát bên đâu đây tao không thể nào làm được trung ra hiệu toàn đơn vị Tiến quân thận trọng về hướng gió đạn đã nằm sẵn trên nòng các khẩu M16. Mấy chục ngón trỏ công sát cò súng. Một bước, hai bước, ba bước. Bỗng một khoảng cách không xa. Chừng không tới 50 thước. Hai bóng đen nghe tiếng động, nhô ra. Bất ngờ thấy địch sát bên cạnh. Quăng ống thuốc lào và khai quả. Vừa bắn vừa chạy. Tràng đạn AK quảng hốt bốc ngược lên tàn cây. Nhưng mấy chục khẩu M16 đồng loạt nạp thẳng vào mục tiêu cận điểm ở thế ngang. Hai thân người ngã gọn xuống láng cỏ như hai cây chuối bị chặt gọn. Nhận rõ đây là toán gác của địch. Và đơn vị địch có thể là một đơn vị nhỏ, một bộ chỉ huy hay một kho chứa. Hoàn toàn nằm trong tầm tác xạ. Trung cho đơn vị càng ào ạt qua hướng mục tiêu. Quả không sai, Trước mắt anh là những nhà kho bằng tranh và lá cây. Bị tấn công bất ngờ và chớp nhoáng. Toán thổ phỉ diệt cộng giữ kho, vừa kịp bung khỏi giỏng lúc đang ngủ trưa. Và một số đang chụm đầu hút thuốc lào. Hốt quảng, chụp súng bắn trả. Nhưng M-16 đã đang lưới lửa chụp thẳng vào bọn chúng. M-79 tới tấp trực xạ vào các nhà kho. Âm âm, tiếng súng nổ tung cái tỉnh mịch của rừng già một số cộng quân chưa kịp kéo dài cái cảm giác kinh hoàng giữa mực khu mà họ nghĩ là an toàn, đã bị quét sạch khỏi dòng chiến. Trung cho anh em vượt qua mục tiêu, tạo thành một dòng đai an toàn bọc quanh kho hàng diệt cộng. Trong lúc toán khác, lục soát vị trí chiếm đóng. Đơn vị gác kho của bọn diệt cộng, khoảng một trung đội dài chục tên, bị tấn công phủ đầu bất ngờ ngay khi bọn chúng không kịp chuẩn bị nên đa số đã vô cùng kinh hãi không kịp phản ứng và bọn chúng đã bị đốn ngã trong những phút chạm súng đầu tiên trung và người hạ sĩ quan truyền tin dựa lưng vào một gốc cây to giữ thế an toàn bốc ống liên hợp hắc long hắc long hoàng mai gọi hắc long nghe hai bữa nay tụi mày im lặng vô tuyến kỹ quá vậy gia đình con cái hoàng mai vừa hút được một đống quà Tết, gồm một hầm súng, lương thực và 15 tên Việt Cộng đi phép dài hạn tại chỗ. Ê, Hoàng Mai, đù má, bộ tụi mày muốn rút về ăn Tết hay sao, nên phịa sản phải không? Trung biết là cấp chỉ huy của mình không ngờ và không tin chiến quả mùng hai Tết của gia đình Hoàng Mai. Anh nói vào máy bằng giọng vô cùng nghiêm trọng và khẩn cấp. Hát Long, xin nhắc lại cho rõ, Hắc Long trình thẩm quyền và mặt trời cho đưa thêm quân vào gấp để tăng cường an ninh cho gia đình Hoàng Mai và chuyển chiến lợi phẩm về hậu cứ. Nghe rõ. Hắc Long, tức danh hiệu của tiểu đoàn trưởng Đỗ Giang Tân, tự Tân Đen Hinos của tiểu đoàn 2, trung đoàn 43, sư đoàn 18 bộ binh và Hoàng Mai chính là danh hiệu của Trần Giang Trung, quyền đại đội phó đại đội 3, hiện đang nằm giữa mật khu cây gáo đúng ngày mùng 2 Tết. Tiểu đoàn trưởng Đỗ Văn Tân ngạc nhiên và mừng rỡ trước chiến tích của đàn em. Ông bốc máy. Hát Long rồi bắt đầu, Hát Long rồi bắt đầu. Bắt đầu nghe. Trình bắt đầu, gia đình Hoàng Mai chạm địch ngay trong mực khu, đang chiếm kho lương thực và vũ khí địch với 15 tên Việt Cộng đi phép dài hạn. Thiệt hại về phía ta? Không. Hoàng Mai yêu cầu gửi toàn bộ gia đình tôi vào mực khu để tăng cường hoàng mai và vận chuyển chiến lợi phẩm. Nhiều vũ khí, đạn dược và lương thực chưa kiểm soát hết. Trình thẩm quyền bắt đầu. Đại tá Trần Giang Nhật, trung đoàn trưởng trung đoàn 43, danh hiệu bắt đầu, bật dậy khỏi ghế ngồi và lệnh. Anh thỏa mãn gấp lời yêu cầu của Hoàng Mai. Chiều đang xuống, cho anh em hội ngộ với Hoàng Mai trước khi đêm đến. Tôi sẽ trình sự việc lên chuẩn tướng tư lệnh ngay. Đại tá Nhật theo dõi, và hối thúc tiểu đoàn gửi quân gấp vô mực khu cây gáo trước khi trời tối. Ông ngại một bộ phận lớn của địch sẽ trở lại tấn công đại đội 3 vào ban đêm để trả thù và di chuyển kho vũ khí, lương thực đi nơi khác. Ông trình sự việc lên tư lệnh sư đoàn. Sáng hôm sau, mùng 3 Tết, tướng Lâm Quang Thơ ra lệnh phá một bãi đáp trực thăng ngay giữa mật khu cây gáo và chuyển toàn bộ chiến lợi phẩm vũ khí đạn dược các loại về kiềm tân. Toàn đơn vị của Trung cũng được trực thăng bốc về hậu cứ, còn nguyên dạng quân số như lúc ra đi vào đêm 30 Tết. Ngày mùng 5 Tết, sư đoàn 18 bộ binh cho mở một cuộc triển lãm vũ khí của bọn Việt Cộng, tịch thu được tại chợ Dốc Mơ, ngay trước nhà thờ. Tinh đại đội 3 đột kích bọn thổ phỉ Việt Cộng ngay trong mực khu cây gáo của bọn chúng. Thu được nhiều chiến lợi phẩm quan trọng, địch quân tổn thất nhân mạng 15 mà đại đội 3 không bị thương vong người nào là một biến cố đặc biệt thích thú trong 3 ngày Tết được truyền miệng khắp dùng giấc mơ kiệm tân. Đồng bào và quân cán chính các cấp tập trung đông đảo xem vũ khí gì cộng đồng thời coi mặt mấy ông lính đại đội 3 chịu chơi. Cả dùng kiệm tân sau đó đều biết chính đại đội thiếu quân số này vì chuẩn quý trung cho lính dụ về nhà ăn Tết đã bị ông tư lệnh ký củ và phạt đi hành quân ngay chiều 30 Tết. Trước hàng quân và đồng bào và quý cha trong vùng, tướng Lâm Quang Thơ tuyên bố. Với tư cách tư lệnh sư đoàn, tôi ngợi khen toàn thể anh em các cấp đại đội 3, tiểu đoàn 2 về thành quả trong trận đột kích mật khu cây gáo với số chiến lợi phẩm quan trọng, tịch thu được của địch và số thiệt hại 15 xác địch bỏ lại trận địa. Về lệnh phạt của chuẩn quý quyền đại đội trưởng Trần Văn Trung, tôi sẽ cứu xét sao? Toàn đại đội và cả chuẩn quý trung, lòng ngực như trương lên hãnh diện, trước đống vũ khí tịch thu được, đang triển lãm trước đồng bào. Đứng đầu hàng quân, mọi người chăm chú nhìn Trung, sau khi biết Trung bị phạt 15 củ, và giới chiến tích này, thượng cấp vẫn chưa tha, vẫn ngâm 15 củ của Trung để chờ cứu xét. Trung bỗng bước khỏi hàng quân, đứng nghiêm, đưa tay chào vị tướng tư lệnh và dõng dạc. Trình chuẩn tướng tư lệnh, chuẩn tướng quyết định sao cũng được. Nhưng tôi chỉ xin chuẩn tướng mấy điều. Bỏ lệnh phạt của tôi, để tôi khỏi ảnh hưởng trong đời binh nghiệp. Tôi không cần quy chương, và giới chiến công này của đơn vị tôi. Xin chuẩn tướng tưởng thưởng xứng đáng cho anh em thuộc cấp dưới quyền tôi. Tướng Lâm Quang Thơ trầm ngâm. Ông nhìn đống chiến lợi phẩm, nhìn toán lính trẻ đại đội ba nhìn khắp lượt quan khách. Bầu không khí bỗng yên lặng, đợi chờ. Dường như ông cảm thấy có một chút khe khắc với thuộc cấp. Và cuối cùng, ông phá dở sự im lặng. Tất cả hạ sĩ quan, binh sĩ tham dự trận đánh. Có thâm niên trên 6 tháng, mỗi người được thăng lên một cấp. Thành phần còn lại, từ sĩ quan và các cấp trở xuống không đủ thâm niên. Mỗi người được ân thưởng một anh dũng bội tinh trừ chuẩn quý quyền đại đội trưởng Trần Văn Trung. Lệnh phạt 15 ngày của chuẩn quý Trần Văn Trung được hủy bỏ. Tất cả đồng bào và quan khách tham dự buổi lễ đồng loạt nổ gian những tràng pháo tay. Sau khi tan hàng, mùng 6 Tết, thầy trò Trung chậm đầu kể chuyện cuộc hành quân bất đắc dĩ, ù và xả láng, buổi tiệc Tết muộn, linh đình, như lời hứa của Trung trong mật khu bọn thổ phỉ diệt cộng. Trước đó mấy hôm, Trung quay sang người hạ sĩ quan, trẻ nhất đại đội, trẻ nhất tiểu đoàn. Trung sĩ nhất Nguyễn Định, 22 tuổi, vừa lên thượng sĩ. Ê, Định, thường thì thượng sĩ là mấy ông già đi lính thâm niên cứu đế. Mày trẻ măng, miệng như còn hôi sữa mà mang lon thượng sĩ, coi chừng quân cảnh hỏi giấy đó. Thì trưa nay trên đường đến nhà con bồ, đã bị quân cảnh chận hỏi giấy rồi. Ông thầy lo đã quá trễ Có sao không? Tôi bảo lính 18 Đại đội ba thứ thiệt Vừa đánh trận mà khu cây gáo về Tướng thơ mới gắn lon Ông trung sĩ quân cảnh nói À tôi biết rồi Và chào tôi cái cụp ngon lành Trung vui lây cái vui của anh em Và cảm thấy hạnh phúc Với đơn vị trong ba ngày xuân Toàn bộ chiến lợi phẩm Do thầy trò trung lấy được Bỗng thành chiến tích của đại gia đình Sư đoàn 18 bộ binh trong những ngày đầu xuân một tuần sau đó các vũ khí tịch thu được của địch được chuyển tiếp lên long khánh cho một cuộc triển lãm tiếp theo tại sân vận động xuân lộc với sự có mặt của tướng đỗ cao trí nhìn các giá đặt vũ khí các loại của nga trung cộng và tiệp khắc trung quên mất những ngày tết căng thẳng lội rừng trong mật khu địch và mùa xuân cũng hiện ra thật đẹp dưới trời long khánh xanh bóng lá cao su Trích trong Sài Gòn trong tôi Bắc phong Sài Gòn Viết theo lời thuật của cựu đại quý Trần Văn Trung Sư đoàn 18 Bộ Binh Bài viết đến đây là hết Xin cảm ơn tác giả Trần Văn Trung Bắc phong Sài Gòn Cũng như quý vị và các bạn đã cùng nghe truyện